Với tuổi đời hơn 100 năm, cây sưa đỏ tại chùa Phụ Chính không chỉ có giá trị về mặt kinh tế mà còn là biểu tượng tinh thần của người dân xã Hòa Chính. Tuy nhiên, kể từ khi biết giá trị cây sưa, nhiều người lạ tìm đến thôn để cưa trộm đem bán. Đặc biệt, sau vụ cắt trộm một cành sưa xảy ra cách đây gần 10 năm, những vòng dây thép đã được quấn quanh thân cây như thế này để ngăn ngừa trộm. Các cụ dòng từ hồi 90, các cụ ở dòng bây giờ, đấy thì nó rần trộm đêm, mưa bão mấy năm thằng ngồi đây, an ninh không lên. Như thế là nó lấy trộm 2 khúc, còn 2 khúc để văn hóa kia, để chuẩn bị bán để làm nhà xác ở dưới kia trước, nhà xác đây. Sau khi bị cắt mất một cành, hiện cây sưa đang có hiện tượng khô, mục. Do đó, người dân xã Hòa Chính bày tỏ mong muốn huyện và thành phố cho phép bán cây sưa bằng việc đấu giá công khai, số tiền thu được sẽ phục vụ việc xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương. Có thời điểm, cây sưa này từng được trả giá 26 triệu trên 1 kg, tổng giá trị trên 100 tỷ đồng. Tôi cũng chỉ mong muốn là các cấp, tức là có cái khi mà đã công nhận cái quyền cho cộng đồng dân cư được quyền sử dụng và quản lý, thì trong cái sử dụng và quản lý thì cái sử dụng thì là sử dụng và cái quản lý là sẽ được cái bán làm sao nó phải công khai minh bạch, chứ không để có một xóm nhóm người hoặc là như thế nào thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chính trị của địa phương. Năm 2010, một nhánh chính của cây bị chặt bán với giá 20,5 tỷ đồng. Khi số gỗ sưa trên được chuyển đi, thì cơ quan chức năng vào cuộc ngăn chặn. Một thời gian sau, nhà chức trách ra quyết định giao toàn bộ số gỗ sưa đã thu giữ cho Ủy ban Nhân dân huyện Trường Mỹ, bán đấu giá được hơn 31 tỷ đồng. Để tránh tình trạng lặp lại, chính quyền địa phương cho biết việc bán cây sưa chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý và hướng dẫn thủ tục bằng văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân huyện Trường Mỹ để đảm bảo việc mua bán đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời số tiền thu được sử dụng đúng mục đích, tránh tình trạng xảy ra tranh giành, gây mất ổn định trật tự xã hội tại địa phương.